đói, mai mốt nước mình sẽ bị nạn. Mỹ nó cũng không phải là binh mình, nghe giờ nó cũng không binh, nghe nó phải lo đồng minh với Tàu, mà Tàu đánh mình thì đo nghe đâu binh mình. Chỉ có người Việt hải ngoại á, chú xin mỗi người một tô phở để cứu dân của mình thôi. Thì đó là số tiền nhiều chú một mình lo có nổi. Thì lúc đó chú sẽ lên mạng xin làm mặt dày xin đó. Thì tính trước vậy đó, sắp sửa lại. Cái bữa nay mình nói để cho Việt Nam mình chuẩn bị, bởi chứ không thích nghe những lời thật, chỉ muốn nghe nha, đất nước phát triển đồ này nọ. Cái gì đất Phật thì đất nước sẽ phát triển, nhưng mà bữa nay mình lấy một cái tin nó rất là cực kỳ sắp cận để mình chuẩn bị cho cái cuộc chiến và đồng thời cho nạn đói, để mà mình chuẩn bị thôi chứ sao bữa nay vô tùm lum lai. Những cái người nào mà hiểu kiệt đừng có nói qua nói lại với những người dư luận viên ở bển, tại họ không có hiểu, mình phải thương họ thì họ còn người bình thường, họ chưa có hiểu về tâm linh, cho nên đừng có nói qua nói về mà nó nên nhảy chữ đây. Kiệt chỉ muốn đọc những comment nào có ý nghĩa để giải thích cho mọi người hiểu. Những người mà đứa con họ Thiên á, chứ đừng có lên đây nói. Ở trên đời này á, không có ai mà làm vừa lòng mọi người hết á, dầu cho Phật cũng vậy. Thì chuyện rất là bình thường, không có gì phải lăng xăng. Thiên Khánh Nguyên nói Yên Long Sơn đã hoàn thiện bao nhiêu rồi chú? Chỉ mới khởi đầu thôi, chưa có làm gì hết mà cũng bị chi bộ phá quá trời, tám bề thọ địch. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy, tài sẽ không bao giờ thắng chánh. Người cái ác nó chỉ có được một cái khoảng tức thời thôi, nó không tự gì. Cái thiện nó lúc nào cũng là thật và thiệt thì nó sẽ vĩnh cửu, sẽ bền.